Bây giờ thì chúng ta sẽ nói với nhau về câu lệnh delete. Câu lệnh này dùng để xóa dữ liệu. À và cũng có một số cái mà mình muốn các bạn thật là cẩn trọng, các bạn thật là lưu ý khi mà các bạn làm việc với các câu lệnh delete nha. Thứ nhất cái câu lệnh delete mục tiêu của nó là để xóa đi những cái dòng dữ liệu bên trong những cái bảng nào đó. Thì các bạn nhớ rằng chúng ta sẽ có từ khóa là delete from và rất nhiều bạn hay gõ là delete sao from. Cái dấu sao đó không cần thiết có nghĩa là các bạn delete hết tất cả cột không mỗi lần delete là nó mất đi một dòng do đó là không bao giờ có dấu sao hết để chờ delete from table và where thì đôi lúc là cái điều kiện này là có hoặc là không có nhưng khi mà các bạn lập trình thì bắt buộc các bạn nên có where cho mình nếu mà các bạn delete from table là nó xóa sạch cái bảng luôn mất hết cái bảng luôn yeah, delete from table nó xóa, nó xóa hết dữ liệu trong bảng luôn. Còn where condition thì nó chỉ xóa những cái dòng nào mà nó đúng cái điều kiện đúng cái condition của chúng ta thôi. Các bạn có hiểu kịp không nè? À, thì à, mình khuyên các bạn là không bao giờ nên viết câu lệnh delete mà không có phần quay phía sau. nhớ nhé, rất cẩn trọng. À. Delete lúc nào cũng nên kèm theo where. trong các quá trình mà chúng ta lập trình, chúng ta viết phần mềm. Đó. Chứ còn mà các bạn các bạn cứ delete nó một cách thoải mái là khéo là mất hết dữ liệu. À. Cái này rất là nguy hiểm các bạn nhé. Ok chưa? Rồi. Thế thì. À, mình có một vài cái lưu ý là khi mà chúng ta test chúng ta làm việc trừ khi là các bạn đã triển khai nó thực sự thôi thì chúng ta nên sử dụng câu lệnh select into để chúng ta tạo ra một cái bản tạm thời rồi chúng ta thực hành với câu lệnh delete đặc biệt là những bạn mà đang học các bạn mà đang học câu lệnh delete này để các bạn để tránh chúng ta mất hết dữ liệu ở trong những cái bản cũ thì chúng ta có thể select into tạo ra một cái bản nào đó tạm thời chúng ta làm cái câu lệnh delete trên trên các bạn đó. Bây giờ thì mình sẽ cũng gõ luôn cho các bạn một vài cái câu lệnh delete để cho các bạn để cho các bạn nắm được ha. OK ha. Rồi mình luôn mình cái này cái câu lệnh select into rồi mình tạo thêm mình tạo thêm một cái query mới đi. Cái này là câu lệnh delete nè. ok ha giả sử như bây giờ chúng ta à, chúng ta muốn à, chúng ta trước trước khi mà trước khi mà thực hành cái câu lệnh delete ấy, thì tạm thời mình sẽ copy copy những cái bảng mà mình cần thiết ra trước ha đó là mình đụng tới bảng nào thì mình sẽ copy nó ra trước rồi mình rồi mình mới xóa ví dụ như bây giờ mình muốn xóa một cái ông khách hàng đi mình muốn xóa một cái ông khách hàng à, thì khách hàng chắc chắn là sẽ nằm ở trong các bạn customer rồi đúng không thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái bảng ảo ha À, chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng ảo là customer ship đặt một đi thì mình sẽ là select tạo into customer ship gạch một ha from mình lấy hết thì mình sẽ là customers s các bạn nhìn thấy không ở đây là mình sẽ tạo bản tạm thời đây các bạn này là bản tạm thời ha đây thì nó sẽ có 97 dòng thực hiện bây giờ cái câu lệnh delete nè mình mới ra mình thực hành cái phần delete của mình nhé thì mình muốn xóa đi khách hàng xóa đi khách hàng à, có cái mã là a là fki à, là fki thì các bạn sẽ vào cho mình cái bảng customer 1 mà chúng ta đang tạo ra tạm thời ấy. để chúng ta refresh thằng này ha các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có customer 1 ở đây ship gạch một ở đây à, mình select nữa nè thì đâu rồi right. các bạn sẽ có là a là fki là ông đầu tiên luôn dòng số 1 luôn bây giờ chúng ta sẽ xóa công đó đi xóa công đó đi thì chúng ta sẽ làm sao các bạn sẽ có từ khóa là delete delete From sau đó là tên của các bạn này chúng ta sẽ kéo thằng này ra customer một hả Where Where cái gì à Where cái id của nó là customer id này nó like like với cái từ với với cái mã là À, a n l f k i có hiểu kịp không nè các bạn có hiểu kịp chưa rồi mình sẽ run thử câu lệnh này nhé cái cái phần where thì là nó giống nhau à, với những cái mà các bạn đã học trong cái câu lệnh select chúng ta học phần select rất là nhiều đúng không thì nó cũng sẽ giống như vậy thôi các bạn thấy đây là nó có một dòng bị thay đổi nè thì nếu như mà các bạn cái này đi các bạn truy vấn nó lại một lần nữa các bạn select lên thì các bạn thấy là cái dòng đầu tiên bây giờ là cái thằng an là fki mất tiêu rồi nó, nó, nó đã bị xóa rồi hiểu kịp chưa nè đó là chúng ta sẽ xóa đi một dòng ok chưa rồi giả sử như bây giờ mà các bạn xóa đi à, xóa đi toàn bộ khách hàng thuộc một cái quốc gia nào đó thì sao à, các bạn sẽ xóa đi toàn bộ khách hàng xóa đi toàn bộ khách hàng À, USA thì các thì các bạn sẽ làm sao ạ? À? Ừ. Hay là khách hàng có quốc gia bắt đầu bằng U, à, có thể USA hoặc UK? hoặc là nhiều gì đó nữa đúng không? thì bây giờ chúng ta bây giờ chúng chúng ta sẽ làm sao? cũng là các bạn customer một này luôn. bây giờ làm sao? bây giờ chúng ta phải xem coi cái 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 thằng này là nó nó có những cái uh, quốc gia nào đúng không? thì các bạn các bạn tạm thời các bạn có nhớ cái câu lệnh mà select distinct không? các bạn có nhớ câu lệnh select distinct để mà chúng ta biết là chúng ta có những quốc gia nào không? distinct ta à, rồi countries from customer thì xem coi khách hàng của chúng ta họ đến từ những quốc gia nào hiện cho skill đây các bạn có thấy là đây là những quốc gia nó có tồn tại trong hệ thống của chúng ta luôn đúng không Đấy. rồi UK US đúng không đó, thì chúng ta có hai có nhiều quốc gia như thế này thì bây giờ mình cố tình mình xóa đi tất cả những khách hàng nào mà đến từ hai cái nước này, thì các bạn sẽ gõ câu lệnh nó như thế nào? Delete from from cái gì? From cái DB customer một này đúng không? hiểu kịp không? Where cái gì nè? Where cái gì? Where Where cái countries like chỗ này là like cái gì đây? Tất cả những quốc gia bắt đầu bằng chữ U thì là U gì? U gì các bạn nhỉ? Nó là U phần trăm đúng không? u phần trăm hay là u ship gạch theo các bạn là u phần trăm hay là u ship gạch ừ. u phần trăm hay ship gạch phần trăm nhé rồi mình xóa đi cái thằng này mình skill nhé các bạn thấy không có 20 dòng bị và ở đây mình sẽ run lại cái đoạn này cho các bạn xem mình skill cái thằng này thì các bạn thấy là nó sẽ mất đi cái quốc gia UK và US của chúng ta à, mất đi rồi đúng không UK và US nó đã mất đi ok chưa Đó. rất là dễ các bạn ha nhưng mà khi các bạn gõ câu lệnh delete là các bạn sẽ phải khi mà gõ câu lệnh delete là các bạn phải có que cho mình còn bây giờ giả sử trong tình huống là xóa sạch xóa sạch xóa sạch một bạn thì chúng ta làm gì delete from db customer một nếu mà chúng ta không cẩn trọng ta gõ như thế này á vậy skill này nó chạy không theo các bạn là lên được không lên được không các bạn lên được skill này lên được bình thường sau khi lên xong thì select cái bản này ra thì không còn gì hết mất hết mất sạch không còn dữ liệu có rõ chưa đó. rồi như vậy thì câu lệnh delete nó xóa hoàn toàn hết được những cái này đúng nè hả à, ok chưa một cái câu hỏi hơi làm khó các bạn một xíu à, câu hỏi thêm để cho các bạn suy nghĩ và các bạn sẽ comment cho mình cái đáp án của các bạn tức là nếu mà chúng ta sử dụng delete from dbo customer 1 thì nó cũng xóa sạch dữ liệu trong các bảng customer một như vậy thì nó khác gì với trên kép delete from à, khác gì Kết gì với trên truncate là câu lệnh nào ạ? Câu lệnh này chúng ta học chưa? Câu lệnh trên kết chúng ta học chưa? Học rồi à, Trên kết chúng ta học trong 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 cái, trong cái bài hôm trước rồi à, Trên kết là chúng ta sẽ Empty cái bảng Và reset cái cấu trúc của cái bảng đó Delete from thì Nó Nó sẽ khác gì nha? Theo các bạn nó sẽ khác cái gì nó nghiên cứu nhé và sử dụng cho nó đúng thời điểm. Ừ. Các bạn nghiên cứu xong các bạn có thể comment cho mình biết ha. Delete from thì khác gì với kết Hai thằng đó nó khác nhau chỗ nào? Ok chưa? Rồi suy nghĩ thêm nha. Rồi các bạn các bạn suy nghĩ thêm giúp mình. Cái sự khác biệt giữa delete from và kết nó là cái gì? Ok. Đấy rồi. Mình có một vài cái bài tập cho các bạn để các bạn có thể rèn luyện thêm ở trong cái phần À, cái câu lệnh delete này, câu lệnh delete này. Đây, các bạn sẽ xem giúp mình, à, mình có ba cái bài tập là trong cái cơ sở liệu nói đó, các bạn sẽ đọc cho mình ba cái yêu cầu ở đây và các bạn sẽ tập, các bạn sẽ tự rèn luyện thêm với câu lệnh delete. À, nhưng mình có một vài cái lưu ý, không phải lúc nào các bạn gõ câu lệnh delete nó cũng thành công đâu. Nó sẽ có một số cái tình huống mà các bạn sẽ không có xóa được. Ví dụ như là cái dữ liệu đó nó đang được nó đang có um, các bạn xóa ở các bản chính nhưng mà cái bản chính nó được tham chiếu và nó có là khóa ngoại cho một cái bản khác và nó cấu hình restrict hoặc là no action thì lúc đó các bạn sẽ không xóa được rồi nó sẽ có những cái cột ràng buộc mà các bạn kiểm tra là um, check and dress. à, mà nếu như mà các bạn vi phạm thì các bạn cũng không xóa được hoặc là tài khoản các bạn không có quyền hoặc là cái 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 dòng dữ liệu đó nó đang bị thực thi một cái hành động gì đấy thì các bạn cũng không xóa được dữ liệu luôn à, hoặc là có những cái trigger có những cái quy tắc về trigger thì mình sẽ trao đổi với các bạn sau hoặc là nếu mà dữ liệu nó đang bị tính toán từ cái dòng dữ liệu đó nó ảnh hưởng tới cái dòng dữ liệu khác thì nó cũng không xóa được luôn à, thì nó sẽ có rất nhiều tình huống mà nó sẽ không xóa được dữ liệu đó ok chưa nhá yeah. rồi bài tập thiện tí nữa các bạn à, học xong các bạn dành thời gian các bạn ngồi các bạn gõ cho mình những câu lệnh này ôn tập nhé gõ càng nhiều lập trình càng nhiều code càng nhiều thì càng quen tay ok mình thử một cái đi cho 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 chúng ta có thể thử một cái là xóa tất cả sản phẩm từ product có số lượng tồn kho bằng không các bạn hãy thử giúp mình ngay cái câu số 2 này và sau đó các bạn comment cho mình cái câu này coi dùng câu lệnh delete tất cả sản phẩm từ bảng product nhưng có số lượng tồn kho bằng không. Rồi sau đó comment cho mình. À.